muốn sở hữu một nhà tắm độc đáo và ấn tượng, gạch Ấn Độ với họa tiết độc nhất vô nhị sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Bạn đang tìm kiếm gạch ốp nhà tắm 30S60 nhập khẩu Ấn Độ. Tuyệt vời! Loại gạch này sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như độ bền cao, khả năng chống thấm nước tốt, mẫu mã đa dạng. Ưu điểm của gạch ốp nhà tắm 30S60 nhập khẩu Ấn Độ: độ bền cao. Gạch được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, với nguồn nguyên liệu cao cấp nên có độ bền rất cao. Gạch có thể chịu được lực tác động lớn, chống va đập tốt, không bị nứt nẻ hay rạn nứt trong quá trình sử dụng. Gạch ốp nhà tắm 60m2 là lựa chọn được nhiều gia chủ ưa chuộng bởi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại gạch thông thường khác. Kích thước lớn 60m2 giúp giảm thiểu số lượng đường gion gạch, tạo cảm giác liền mạch, rộng rãi cho không gian nhà tắm, đặc biệt phù hợp với những nhà tắm có diện tích hạn chế. Gạch 60m2 mang đến vẻ đẹp sang trọng, hiện đại cho nhà tắm nhờ thiết kế tinh tế, đa dạng về mẫu mã, hoa văn và màu sắc. Các đường vân đá tự nhiên sống động, chân thực giúp tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian. Gạch có lớp men dày, tỷ lệ hút nước thấp, giúp chống thấm nước hiệu quả, hạn chế tình trạng ẩm ướt, nấm mốc, bảo vệ kết cấu tường nhà tắm. Bề mặt gạch nhẵn bóng, ít bám bẩn, giúp việc vệ sinh lau chùi trở nên dễ dàng và nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức. Gạch được sản xuất từ nguyên liệu an toàn, không chứa hóa chất độc hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng, đặc biệt phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ. Lợi ích khi mua gạch giá rẻ 30-60 ốp nhà tắm: tiết kiệm chi phí. Đây là lợi ích quan trọng nhất khi mua gạch giá rẻ. So với các loại gạch cao cấp, gạch giá rẻ có mức giá thấp hơn đáng kể, giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể cho việc thi công nhà tắm. Gạch 30-60 là kích thước phổ biến và được sử dụng rộng rãi cho nhiều không gian, từ nhà tắm nhỏ đến nhà tắm rộng rãi. Do đó, bạn có thể dễ dàng tìm